nay bên cửa hàng nhà em sẽ lên sóng giới thiệu và test chất âm cho các bác tham khảo một dòng loa rời bát 40 của NG. Con này có model là 535 các bác nhé. Đấy, đây là hàng chính hãng các bác nhé. Hàng em vừa bóc đây, các bác nhìn thấy đây. Hàng em vừa bóc nguyên đai nguyên kiện ra các bác nhé, nguyên thùng này. Hộp màu này, hàng chính hãng này, hộp màu của NG New Zeton. Đây, xem cái model nó đâu. Con này model của nó là 15WF535 các bác nhé, 535. Ở đây thì hàng của nó này các bác này, hàng nguyên đai này. Em bóc ra thì khi các bác mua hàng ấy, các bác nhận hàng thì nó sản phẩm của nó sẽ như thế này nhá. Y như video em giới thiệu, uy tín luôn các bác nhá. Quá là chất luôn với cái dòng này. Con này của nó thì em sẽ đi và em giới thiệu luôn cho các bác cho nó nóng. Con này thì em xin cánh tay của các bác làm show, làm sự kiện, đánh sân vườn, chơi sân khấu lớn. Mà các bác muốn dòng một cái dòng bát 40 mà dùng khỏe thì các bác hãy chọn cái dòng này. Con này em phải gọi là khỏe như trâu luôn các bác nhé. Lên thùng các bác tiếng trống sâu, tiếng sáng luôn. Con này của nó là đường kính loa bát 40 này. Gân của nó là gân vải 3 gân này. Màng của nó là màng xếp ly lượn sóng này. Nón đen với con nón của nó rất là đẹp luôn các bác nhé. Đấy, đây nó sẽ như thế này đây các bác này. Màng bóng nhẫy này, màng của nó là phủ keo bóng chống nước các bác nhé. Nói chung là hàng hãng NG thì các bác yên tâm về chất lượng đi. Tha hồ cho các bác đi làm show sự kiện mà ổn định và bền luôn. Mà phải hay luôn cho các bác. Đấy, trong tầm tiền cho các bác đầu tư thôi. Nhưng mà về các bác đi làm thì là sướng luôn. Mở lên thì về người ta khen hay luôn thì các bác hãy chọn dòng NG này. Châu bò luôn các bác nhé. Con này thì em xem là con này của nó là từ 220 các bác nhé. Từ 220. Từ siêu dày luôn. Ôi dồi ôi các bác ơi, em lần đầu tiên em nhìn thấy một con bát 40 mà kẹp lỗ nó dày như này. Kẹp lỗ bích thép màu đen, từ dày và bích dày. Côn 100 nó nhá, từ 220. Đấy, cứ phải nói, giới thiệu phải cứ nói rõ cho các bác để khi các bác nhận hàng các bác phải hiểu cái sản phẩm. Con này dây điện của nó bọc từ ngoài vào trong nhá, nhện màu vàng. Soi rõ cho xem thêm cái cổ côn đi. Các bác nhìn cho đã cái mắt đi. Đấy. Một cái dòng này thì em bán mấy năm nay rồi, các bác khách phản ánh lại là rất là tốt. Em chưa đến một bác khách nào mà phản ánh lại là cái dòng LG hay hãng LG hay là chất lượng ấy cả. Các khách mua của em về rất là khen các bác nhé. Đấy, đây còn đây là cái mặt sau của nó này. Ui, rất là nặng các bác ơi. Ui dồi ôi. Dòng này đây, đây là mặt sau của nó này. Xương của nó là xương nhôm nhé các bác nhé, xương nhôm. Ở dưới là màng của sợi bông thủy tinh này các bác này. Xương nhôm. Bản xương cao cấp nhất của NG, xương trẻ hai ngón tay. Sau này làm video hay bị nói lập đi lập lại chứ nhỉ. Đấy, 2, 4, 6, 8 8 cái lỗ các nhé, 8 cái lỗ thông hơi tản nhiệt để giúp nó tản nhiệt từ phần côn ra. Con này tê hơi lồi các nhé. Đây thì cũng không khác gì một dòng siêu phẩm. Rồi nhớ các bác nhé, bây giờ em sẽ đi vào test nhạc cho các bác. À, em bổ sung thêm một số thông số kỹ thuật nữa. Thông số kỹ thuật mà em ghi được lại ở trên trang web của hãng. Con này thì công suất của nó mắc lên đến 1200W các bác nhé. Trở kháng 8 ohm. Độ nhạy của nó rơi vào 98 dB. Giải tần từ 55 đến 2500Hz các bác nhé. Và cân nặng của con này khoảng 12,5kg trên một cái. Ở video này em sẽ test mộc nhé, test mộc ở ngoài thôi. Còn về đương nhiên các bác phải ráp lên thùng loa, phải có bát chép phân tần thì nó mới cộng hưởng được. Đấy. Dòng này thì các bác lên thùng và đánh uy lực luôn. Chống rất hay các bác nhé.
em chỉ test một đoạn nhạc ngắn thôi. Ở video phần 2 em sẽ lắp cái mẫu này lên, dựng mẫu này lên thùng loa em test cho các bác. Với cái mẫu này thì các bác có thể lắp lên cái thùng 715, thùng full đơn, full đôi 725. Đấy, đi làm show sự kiện các bác, sân vườn các người em yên tâm. Yên tâm cho các bác luôn là các bác xài dùng phải mọi người phải khen hay luôn. Đấy, mua hàng các bác có thể mua một đôi này. Anh em thợ đấy số lượng 2-3 đôi nhắn tin em nhé. Giá siêu rẻ luôn. Cứ điện về cho em, mình bao rẻ nhất thị trường luôn. Rẻ nhất toàn quốc luôn. Cứ điện cho em đi, em báo giá rẻ cho các bác nhé. Bán cho các bác thì uy tín, lãi một cái tình cảm thôi. Làm sao cho các bác lựa chọn một cặp loa phải ưng ý. Bác nào mà chơi gia đình mà dùng dòng 715 mà lắp cái củ bát này thì em phải nhức cái nách luôn. Em xin dừng video nhé. Hẹn gặp lại các bác ở video giới thiệu sản phẩm lần sau nhé. Đây là hai số điện thoại nhà em này. Mua hàng các bác điện cho em nhé. Các bác có thể kết bạn nhắn tin qua Zalo nha, nhà em ship toàn quốc. Còn nhà em xin dừng video, hẹn gặp lại các bác ở video phần 2 nhá. Video mà hay các bác nhớ like, vẫn chia sẻ, vẫn đăng ký kênh để ủng hộ nhà em nhá.